Vào trưa Chủ nhật đầu năm dương lịch, nhiều anh em, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương đã vinh dự tập họp trong buổi lễ khánh thành hai trụ cờ Việt-Mỹ và họp mặt đầu năm dương lịch, cũng như vui mừng khi kỳ đài mới được xây dựng. Dịp này, Thượng tọa Thích Hạnh Huy đã bày tỏ niềm vinh dự có trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay mỗi ngày trước khuôn viên chùa. Trong những năm qua tại tiểu bang Washington, vẫn hãnh diện nhìn về thành phố Westminster, California, nơi có tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ và hai trụ cờ biểu tượng của một thời chiến đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, và cũng là niềm tự hào qua năm tháng phục vụ dưới cờ. Mặc dù dự án đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ tại thành phố Auburn, tiểu bang Washington sau hơn 2 năm vẫn chưa thực hiện được, nhưng tại các kỳ đài Tacoma, Seattle vẫn thường xuyên thu hút đồng hương trong các buổi lễ chào quốc kỳ trong dịp lễ Tết, ngày quốc hận hoặc ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng hương đã hãnh diện đứng dưới cờ vàng, ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa, biểu tượng của công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Do đó cho nên hôm nay tại chùa này, cũng nhờ sự cố gắng của thầy chủ trì chùa Vàng Hoa và quỹ đạo hữu yểm trợ, cùng góp phần tiền để tưởng nhớ các chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chủ nghĩa quốc gia, cùng góp phần tiền để tưởng nhớ đồng bào và trẻ em đã không chết trong chế độ cộng sản, vượt biên để bỏ sản trên thần sâu biển cả chưa tới. Vâng, tất cả quý đông đảo nhân sĩ, các cổ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý đại diện truyền thông báo chí, quý đồng hương và quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu của mình đến dự lễ thượng kỳ và khánh thành trụ cờ Việt Mỹ tại chùa Giảng Hoa. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn, người Việt Tây Bắc và SBTN Seattle, tường trình từ tiểu bang Washington.